chuyên gia tình cảm. Nên em xem video, anh em xem kỹ mình làm và cái cách mình nói chuyện nha. Đó, cơ duyên không giống người tốt 1.0. Lưu trữ nha anh em. Rồi, sóng gió khởi nghiệp. Trong sóng gió khởi nghiệp, bạn ủng hộ triết lý kinh doanh của BM. Rồi. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn anh em làm cái nhiệm vụ cơ duyên của lý trí. Thì ở đây mình đã làm đủ tất cả hết rồi. Thì bây giờ nếu mình up cái cảm tính sang lý trí á, thì mình sẽ hoàn thành được bốn cái nhiệm vụ này. Thì ở đây mình sẽ quên đi toàn bộ những cái kết cục của cảm tính và mình sẽ nhận lại được 6 cái nhiệm vụ và mình sẽ làm nó theo cái thiên hướng là lý trí. Còn anh em nào mà chưa làm cảm tính thì anh em sẽ tích đủ các mốc điểm của là 75, 175, 240, 325, 400 và 480 để anh em có thể là nhận những cái nhiệm vụ nha. Rồi, thì anh em nào chưa làm cảm tính, anh em vui lòng vào danh sách phát của kênh của mình, sẽ có cái nhiệm vụ cơ duyên. Trong đó cái danh sách phát cơ duyên đó thì anh em sẽ có tất cả những cái video hướng dẫn từng cái thiên hướng cho anh em làm ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào trong du ký. Anh em chọn giùm mình kết cục và cơ duyên. Thì cái cơ duyên của cái thiên hướng cảm tính và lý trí á, nhiệm vụ đầu tiên đó là sinh tử du quan. Đây, cảm tính cộng 50. Thì bây giờ mình sẽ quên đi. Anh em nhớ là phải có cát kẻ tay nha. Bây giờ mình sẽ mua cát kẻ tay. Thương hội 300k thì mình sẽ mua 6 cái. Rồi, mình đã có 6 cát kẻ tay. Bây giờ mình sẽ quên nha. Đầu tiên đó là sinh tử du quan nè. Những cái nhiệm vụ mà có ba cái này thì sau khi mình làm mở khóa xong hết cái tính cách rồi đó, mình sẽ bắt đầu làm tới những cái này nha. Rồi bây giờ mình sẽ quên cái thứ hai, đó là không giống người tốt. Cái này là sinh tử du quan đúng không? Cái thứ ba là sóng gió khởi nghiệp. Mình cứ quên từ từ nha anh em. Cái thứ tư đó là cải cách pháp chế. Chuyên gia tình cảm. Cuối cùng đó là kinh doanh đất sét. Rồi ok. Sau khi mà anh em đã quên hết 6 cái nhiệm vụ rồi thì anh em ra ngoài đây. Anh em sẽ có cái phần bên thám hiểm nè. Đó, nguyên một dãy nhiệm vụ luôn, rất là ngon. Rồi bây giờ thì anh em nào mà chưa làm lý trí hoặc là đổi từ cảm tính qua lý trí như mình á, thì anh em sẽ bắt đầu làm theo mình nha. Đầu tiên thì anh em chọn giùm mình cái nhiệm vụ có tên là sinh tử du quan. Đây. Rồi ở đây anh em sẽ nói chuyện với ông Lương ha. Anh em bấm vào một cái nữa. Khi mà ông Lương ông hỏi anh em một cái gì, anh em chọn bừa một cái đáp án, đúng không? Nếu mà nó có cái chữ suy nghĩ lại thì anh em cứ bấm vào là suy nghĩ lại cho mình nha. Và anh em chọn cái đáp án khác. Tiếp tục thì mình cứ chọn một cái đáp án bừa một cái đáp án. Nếu mà nó hiện lên có chữ suy nghĩ lại thì mình bấm vô suy nghĩ lại. Đó. Đến khi nào mà nó đúng là nó chạy tới thôi nha anh em. Đó. Cứ bấm suy nghĩ lại. Long Ích Hoàng, Bình Hải. Đó, thấy không? Đúng thì nó cứ lướt qua thôi. Ông nội. Anh suy nghĩ lại. Chú Ngọc Tỳ Hưu. Suy nghĩ lại. Thiết Tỳ Hưu. Tộc Nắm Tiên. Ốc Biển Hồng Ngọc. Suy nghĩ lại. San hô. Hiệp hội. Suy nghĩ lại.
Đêm khuya nếu đi tản bộ thành Su Lan, đang mưa có khả năng bị sấm sét đánh trúng phải không? Đó, ok. Lý tính cộng 50. Ở đây thì nó ghi lý tính mà ở trong kia nó ghi lý trí. Mình không hiểu nhưng mà thôi kệ đi, hai đứa nó là một. Cái mà suy nghĩ lại á, là anh em đã chọn sai cái đáp án rồi, thì anh em nó mới hiện lên cái suy nghĩ lại, thì anh em cứ chọn cái đáp án khác với cái đáp án nãy anh em chọn thôi, rất dễ. Còn cảm tính thì anh em nó hiện lên chữ suy nghĩ lại, anh em không cần bấm chữ suy nghĩ lại, anh em chỉ cần bấm tôi chắc chắn là đã xong, hoàn thành trong một nốt, nốt nhạc luôn, rất là lẹ. Còn lý trí thì nó hơi dài dòng tí, nên anh em xem video anh em xem kỹ mình làm và cái cách mình nói chuyện nha. Lý trí cộng 50 nha anh em. Tới cái nhiệm vụ thứ hai, đó là không giống người tốt. Ở đây anh em sẽ nói chuyện với Hồ Thiển nha. Rồi bây giờ anh em sẽ list vào cái thành nhiệm vụ nha. Anh em sẽ thuyết phục Trấn Quang Đông rời đi. Anh em chọn là vào thẳng vấn đề. Anh em chọn là nói về lý tưởng nha. Anh em chọn cho mình là đoạt công danh. Xong anh em chuyển đề tài, phân tích lợi hại cho đại ca, nói cho anh ấy biết kết cục của đạo tặc, tường thuật phép tắc đạo đức, buông bỏ, đế xả chân mây. Thực lực của ngươi rất mạnh. Ok, vậy là lý tính của mình cộng 50 là lý trí anh em. Quay lại nói chuyện với Hồ Thiển là xong nha anh em. Đó, cơ duyên không giống người tốt 1.0. Lưu trữ nha anh em. Rồi, bây giờ tới cái nhiệm vụ thứ ba, đó là sóng gió khởi nghiệp nha anh em. Ở đây anh em sẽ đi ra đằng sau nhà của ông Lương để nói chuyện với Lý Ngọc Cam nha. Rồi, cứ click vào cho nhiệm vụ nó chạy thôi nè. Tiếp xúc với hai vị thương nhân. Ở đây anh em sẽ lựa chọn một đáp án, và một đáp án thì nó sẽ về cái thiên hướng cảm tính, và một cái đáp án nó sẽ thiên về cái thiên hướng lý trí. Đó, đây anh em cứ click đi cho nó chạy đi. Đó, bây giờ nó hiện lên hai cái dấu, hai cái dấu này đúng không? Anh em sẽ ủng hộ triết lý kinh doanh của BTEM, ý BM. Đó là quy trình huy động vốn quan trọng hơn. Đó, thì anh em sẽ click vào đây. Đó, anh em nhớ chọn cái dòng quy trình huy động vốn nha. Bây giờ mình sẽ quay về nói chuyện với Lý Ngọc Cam. Mạng lắc quá. Rồi, sóng gió khởi nghiệp. Trong sóng gió khởi nghiệp, bạn ủng hộ triết lý kinh doanh của BM. Rồi, lưu trữ nha anh em. Rồi, ok. Thì mình vừa hướng dẫn anh em xong ba cái nhiệm vụ của thiên hướng lý trí. Thì mình sẽ tạm dừng video tại đây. Mình sẽ làm những cái nhiệm vụ kia ở video sau nha. Rồi, nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.